mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Kim Giám Đốc. Lần nọ, mười mấy người cư sĩ chúng tôi muốn đi Ngũ Đài Sơn bái kiến Hòa Thượng Diệu Pháp. Anh Kim là giám đốc nhà in, tình nguyện lái xe đưa chúng tôi đi. Mặc dù anh không tin Phật, nhưng anh thuộc vào tiếp người hết lòng vì bạn. Anh tự lái chiếc xe hơi đời mới sang trọng đưa chúng tôi vượt đường xa. Hơn nữa, có ba lý do khiến cho anh sốt sắng. Một là vì muốn giúp bạn hữu. Hai là từng nghe đồn những việc thần kỳ về Hòa Thượng Diệu Pháp nên anh cũng tò mò. Ba là từ thuở giờ chưa biết thắng cảnh Ngũ Đài Sơn nên cũng muốn đến đó cho rõ. Đáng tiếc là ngày đầu tiên lúc chúng tôi hướng Hòa Thượng thỉnh Pháp thì anh Kim có lẽ do lái xe bổi mệt quá nên đi ngủ mất. Sáng hôm sau, mấy cư sĩ lại hướng Hòa Thượng thỉnh giáo nguyên nhân bệnh hoạn. Sư phụ kiên nhẫn giảng, bảo họ từng giết qua loài vật nào, thậm chí giết làm sao, ăn như thế nào, cho đến quá khứ từng trộm qua thứ gì, dùng bao nhiêu, còn bao nhiêu để ở địa phương nào. Mỗi mỗi đều kể rất rõ ràng. Chứng kiến sự thật này, anh Kim hoàn toàn bị chấn động. Anh cứ trố mắt nhìn, miệng há to, chăm chú theo dõi. Ngó bộ, anh hết sức hưng phấn, khẩn trương, thậm chí nhiều lần muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Buổi chiều anh đến tìm tôi, ngỏ ý muốn tối hôm đó một mình đến lễ hòa thượng hỏi chút chuyện. Vì ngại nên nhờ tôi xin phép trước giùm. Được sự chấp nhận của sư phụ, 7 giờ tối tôi dẫn anh đến phòng khách. Chỉ thấy anh Kim cung kính quỳ trước hòa thượng, hai tay chắp lại, trang trọng khấu đầu làm lễ 3 lần. Ngó bộ anh đã bị hòa thượng chiết phục, thực lòng tin theo Phật Pháp rồi. Hôm qua lúc chúng tôi gặp hòa thượng và hành lễ với ngài, anh còn đứng ở bên ngoài ngó vào thôi. An tọa xong, anh Kim mặt đầy sầu muộn kể lễ với vẻ bi ai. Con với vợ là Tiểu Khiết kết hôn được 12 năm, có một đứa con trai 10 tuổi. Trước khi cưới Tiểu Khiết, con có thương một người bạn học láng giềng tên là Tiểu Lý. Tụi con vốn là đôi bạn thanh mai trúc mã mà, dự định là tính sẽ kết hôn với nhau. Ngay lúc đó thì con quen Tiểu Khiết. Nếu mà so về tướng mạo, công việc, hoàn cảnh gia đình, Tiểu Khiết đều thua xa Tiểu Lý. Vậy mà không hiểu làm sao, con bị trúng tà hay là ma ám gì đó, vừa gặp Tiểu Khiết là con đã yêu liền rồi. Mặc dù bạn bè thân hữu phản đối quá trời luôn, con vẫn ương bướng cương quyết kết hôn với Tiểu Khiết. Cưới nhau mới có 3 ngày, vẫn còn khách đến nhà thăm. Cha mẹ con cũng đang bận rộn phụ tiếp. Ngay lúc này có 2 người bạn bước vô, vừa cung tay chúc mừng, vừa cười nói với con. Chú Kim, chú có lỗi ghê nha. Kết hôn mà không báo cho các anh hay, sợ hao rượu mừng hả? Con vội vàng bước tới nghênh đón, cười nói với người ta. Thiệt là xin lỗi quá, do kết hôn gấp gáp lại bận biểu nên không kịp báo tin. Mong các anh lượng thứ cho. Lúc này á, Tiểu Khiết mang nước ra mời, các bạn còn đùa giỡn nữa chứ. Chú Kim, tôi giận chú đó ngang. Trời ơi, vợ đẹp như vậy mà không giới thiệu với chúng tôi, bộ sợ tụi tôi cướp hay gì vậy? Ừ, giận là phải rồi, vợ đẹp mà đem giấu. Lúc đó con mới cười ha hả nói. Trời ơi, đẹp cái nỗi gì, xấu quá đi, em còn đang hối hận đây nè. Trời ơi, con nói chưa dứt câu, Tiểu Khiết đột ngột quay lại, hai mắt trợn trừng đỏ ngầu, cái tia mắt nhìn hung dữ lắm. Trời ơi, cổ giáng cho con 2 cái bạt tai. Lúc đó mắt con như là muốn nổ đom đóm ra đó. Người trong nhà đều đứng ngay người ra nhìn cổ. Trời ơi, còn cái cô vợ vừa khóc vừa la làng làm ầm ĩ lớn kiện luôn, nhất định là không chịu bỏ qua. Lúc đó còn bị tát đào điển đến mê muội, thịnh nộ nổi lên, chỉ muốn là xé nát cô ta ra. Nhưng con vừa đưa tay lên á thì buông xuống, lý trí nhắc nhở mình không nên làm như vậy, khiến láng giềng chung quanh chê cười, không nên làm cho ba mẹ mình phiền bực. Do hai anh bạn ấy nấy xin lỗi, với lại mọi người cũng súng nhau khuyên giải, con đành phải nén giận, ráng gượng cười làm vui đó chứ.
Rồi suốt 12 năm nay tụi con luôn tranh cãi nhau không ngừng luôn, làm ầm ĩ, rồi đòi ly hôn 6 lần. Rồi trong đây có 2 lần là coi như là Tiểu Khiết là dọn đồ đi luôn đó. Nhưng mà mỗi khi sắp làm thủ tục ly hôn á, luôn bị thân bằng quyến thuộc rồi hàng xóm rồi xúm vô ngăn cản, rồi khiến cho việc ly hôn bất thành. Điều này khiến cho tâm con luôn thống khổ. Cả hai đứa đều muốn ly hôn nhưng cứ gặp cái cảnh chia tay bất thành. Có quái dị không chứ? Xin sư phụ hãy chỉ dạy cho con với. Trong lúc anh Kim nói, Hòa Thượng Diệu Pháp khép nhẹ đôi mắt như đang nghe, lại giống như đang tư duy. Bây giờ ngài mới đưa mắt nhìn anh Kim và hỏi: Anh dẫn con trai đi sở thú, ưa ngắm nhìn lũ chim công lắm phải không? Dạ đúng, đúng rồi. Hòa Thượng mỉm cười kể: Cách đây 3 đời, anh sinh ra nơi một thôn trang dưới núi, là một nam tử Hán. Anh thường lên núi đốn củi và quen với một con công ở trên núi. Mỗi lần gặp, thường hay cho nó ăn thứ gì đó. Công hay chơi đùa với anh. Anh cũng rất thương công, và con công cũng quyến luyến anh. Có ái, tức có tình. Đời sau, tức là kiếp thứ hai, anh vẫn sinh làm đàn ông, nhưng công thì chuyển sinh làm phụ nữ. Do tình cảm kiếp trước mà kết thành phu thê. Nhưng bởi vì cô vợ từ kiếp xuất sinh mới chuyển lên, tuy mang hình hài người, nhưng tập tính thú cầm vẫn còn. Cho nên vợ chồng thường gây cãi ầm náo. Lúc anh nổi thịnh nộ khó tránh khỏi đánh vợ. Cô ta là nữ nên đánh không lại anh, tất nhiên ghim hận trong lòng. Đời sau nữa, anh vẫn chuyển sinh làm nam, ăn mặc giống như người luyện võ. Hôm nọ, anh để xe một luân xa lên núi, bất ngờ gặp một con sói. Anh liền lấy dây xích sắt đánh nó, chẳng mấy chốc con sói bị hạ gục. Anh lập tức dùng xích cột cổ nó, ra sức siết chặt. Con sói giãy giụa một lúc thì bất động. Anh bỏ con sói nằm ở đó rồi đẩy xe đi. Chập sau, con sói tỉnh dậy, nhưng vì bị thương tổn hại đến thần kinh khiến tứ chi nó bại liệt. Nó tru lên, gọi những con sói khác tới kéo nó về động. Dần dần nó chết đi. Hòa Thượng Diệu Pháp kể xong câu chuyện, nhìn thấy mặt anh Kim bán tín bán nghi, liền hỏi: Nơi cổ vợ anh có hằn những đường mờ màu trắng, vết sẹo nằm lộn xộn, không có hàng lối gì hết, phải không? Nghe nói thế, anh Kim cả kinh, mặt mày biến sắc thưa: Dạ đúng, đúng rồi. Hòa Thượng nhìn gương mặt tái nhợt của anh,